Xin chào, mấy bạn hay hỏi mình dùng những cọ gì để vẽ thì bài hôm nay mình sẽ giải đáp nhé. Trước tiên là cọ vuông này. Cọ này thì mình có đủ kích thước luôn, từ nhỏ đến lớn. Để vẽ tranh to hay nhỏ, mình đều có cọ phù hợp. Cọ vuông này mình dùng để vẽ nền của bức tranh trước. Còn để vẽ mây thì mình sẽ dùng cọ bầu như thế này. Cọ bầu thì dễ tạo hình cho mây hơn. Vì mây sẽ có những đường cong thì cọ vuông sẽ vẽ không được. Các bạn cũng lưu ý mua đủ kích cỡ của cọ để mình vẽ tranh to hay nhỏ đều dùng được. Tiếp theo là cọ nhọn như thế này. Cọ này thì mình cũng có nhiều loại, đủ size số luôn. Cọ nhọn thì mình sẽ dùng để vẽ những chi tiết nhỏ, cần sự tỉ mỉ, và dùng để chỉnh sửa lại các chi tiết của bức tranh, như là highlight lại cho đám mây, chỉnh sửa những phần sáng tối. Trên đây là những loại cọ cơ bản nhất mà mình hay dùng. Ngoài ra mình sẽ dùng những loại cọ siêu nhỏ này để vẽ những chi tiết như là đường dây điện hoặc tỉa những cánh hoa. Bài sau mình sẽ nói kỹ hơn về các loại cọ tỉa của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.